Vào chia lớp mình tàu lúa chỉ tạo giúp quay trở bạn trong video hôm nay ngắn thôi để chia sẻ với anh em những cái một có những cái lối chơi hết sức là dị nhân các bạn ạ. Người ta lạc thì người ta lấy võ sĩ mới, boss mới, trải nghiệm tính năng mới, xả kim cương của các bạn. Có một số người vẫn thích nạp các bạn nhé. Hôm nay là ngày nạp số 3, tức là ngày số 3 liên tiếp nạp gần như full các gói trong event nạp này. Hắn cứ chê mồm cứ chê event không ngon lắm nhưng mà thôi cũng nạp. Mục đích thì chủ yếu để lên VIP 13, mỗi ngày nhận một mảnh vạn năng các bạn ạ. Là lượng kim cương các bạn nhìn thấy nó phải gọi là khổng lồ đúng không? Đấy, tổng lượng kim cương hiện nay lên tới sấp xỉ 145 cương, vãi chưởng. Và boss thì toàn mấy con cùi cùi. Trong đó có mỗi con Vice là 4 sao là tư chất 15, gọi là mới đúng không các bạn? Thì hắn cũng mua bằng con đường cái gói 45 đô x3 ấy các bạn ạ. Đúng không các bạn? Đấy, ta chơi rồi. Chắc như thế các bạn. Đây chính là dấu hiệu của tham quan đấy các bạn nhá. Đây chính là dấu hiệu ở tham quan. Thì đây là chia sẻ các bạn một tí là mỗi người sẽ có một phong cách chơi khác nhau. Có thể top đấu trường của nó không cao, không được hẳn top 1, top 2 vì không có võ sĩ mới là Clark hoặc là chứa là Clark xem vừa này xem vừa mới Clark hoặc Kill Phần Lêm hoặc là giấy không các bạn chứa Clark đấy. Nhưng mà đúng không ạ, vẫn thích thú nhá. Và mình nghĩ là even nếu mà nạp ngon hắn vẫn nạp tiếp đấy. Để các bạn hiểu rằng đấy, cái con đường hình thành tham quan là nó phải manh nha từ bé các bạn ạ. Chứ nhiều bạn không biết chơi không hiểu vì sao đâu bạn, không hiểu vì sao đâu. Chia sẻ các bạn một tí một trong những cái suy nghĩ lối chơi các bạn nhá. À, ok, chờ nó ra event mới mà lâu quá, chắc là ngày mai các bạn ạ, hôm nay chưa có.